Kính Dạng Hoa là một câu chuyện, một ký ức đẹp của 15 năm về trước. Bộ phim được chuyển thể từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và chắc hẳn, nếu ai đó từng có thời là fan cứng của bộ phim này thì không thể quên được hình ảnh diễn viên Võ Lê Anh Đào trong vai Hạnh kính cận cô bạn trung học xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng. Như mọi người cũng đã biết thì sau Kính Dạng Hoa phần 2, Anh Đào bay đi Singapore du học. Sau 3 năm cô nàng quay trở lại Việt Nam làm việc và cũng tham gia một số phim ảnh. Tuy nhiên được một thời gian cô ấy lại tiếp tục đi du học ở Mỹ và điểm dừng chân hiện tại là đất nước Úc xinh đẹp. Anh Đào đã học tập và làm việc ở Sydney từ 2014 đồng thời mới chuyển qua sinh sống và làm việc ở Melbourne được vài tháng. Được biết nữ diễn viên Kính Dạng Hoa từng là cựu sinh viên trường đại học Victoria tại Úc. Anh Đào chia sẻ, mình đã đến nước Úc như một kế hoạch không sắp đặt và mình cảm thấy rất may mắn vì sự lựa chọn này. Nước Úc đối đãi với sinh viên quốc tế khá ưu ái cho cả về sự đa dạng trong các trường lớp, ngành nghề và cả về cơ hội làm việc. Gần 5 năm qua có rất nhiều kỷ niệm và một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất chính vào ngày đầu tiên được đứng lớp giảng dạy, đó là một cảm xúc mà mình sẽ mãi không bao giờ quên. Nữ diễn viên thích làm cô giáo từ hồi con bé, một phần là thích được mặc áo dài đứng trên bục giảng. Lớn lên đi học thì có được cơ hội làm trợ giảng cho các giáo sư, nhờ đó mà giấc mơ hiện hữu hơn mỗi ngày. Mỗi một lần dạy thì đều rất vui trong lòng, đặc biệt nhất là dù đã không còn học nhưng các sinh viên quốc tế vẫn hay hỏi thăm và nhớ đến mình. Đôi lúc gặp bất ngờ trên đường, các bạn ấy rất hồ hởi làm mình cũng thấy vui lắm. Anh Đào tâm sự. Cô nàng luôn cố gắng hết mình và giữ tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, nghiêm túc cũng như rõ ràng với công việc. Hiện tại, Đào vừa đi dạy học và vừa làm công tác quản lý tại trường, thỉnh thoảng tham gia quảng cáo và chụp hình với các báo. Cuối tuần rảnh rỗi thì chơi đàn và đi cắm trại, Đào cho hay ở Úc có nhiều cảnh đẹp mà bản thân cô vẫn chưa khám phá hết. Anh Đào hay chơi đàn, gọi điện thoại về cho gia đình, nấu ăn, làm lốc, giết lát linh tinh và chơi với bạn mèo của mình để giải tỏa stress. Nữ diễn viên đã dành rất nhiều năm để đi học, đi làm tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy nên tương lai chắc chắn sẽ duy trì công việc giảng dạy. Tuy nhiên, khi cần thiết sẽ làm mới bản thân bằng cách sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật và thỏa chí đam mê. Anh Đào chia sẻ thêm, như đã nói, mình cũng không khác gì các bạn sinh viên quốc tế đang học tập và làm việc tại đây. Giai đoạn sinh viên rất thử thách, đi học, đi dạy thêm, đi thi và rồi ai cũng tốt nghiệp và đi làm. Điều duy nhất mình muốn gửi gắm đến các bạn cho những ai có đam mê khát vọng học tập, làm việc cũng như trải nghiệm thì hãy đừng vội từ bỏ khi gặp khó khăn nhé, vì đường dù có dài đến mấy thì đi hoài cũng sẽ tới thôi. 5 năm qua là 5 năm màu sắc nhất cho một thanh xuân không hối tiếc, đi nhiều nơi, gặp thật nhiều người, bạn bè, anh em, dĩ nhân, ân nhân, tuy cái được và cái mất vẫn đi song hành nhau nhưng đó là khoảng thời gian quý giá giúp cô gái ấy lớn hơn, trưởng thành hơn. Là một cô gái thích được khám phá và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi, nên hiện tại thì nữ diễn viên vẫn đi về Việt Nam và Úc vừa làm việc vừa thăm gia đình, bạn bè.